Hưng Cát và Hằng My rất vui là được gặp lại quý vị và bà con nông dân trong bản tin Kinh tế Nông nghiệp của Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Trước hết thì chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến các nhà tài trợ Công ty Phân bón Mặt Trời Mới, Công ty Phân bón Hai Phong và Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Phước đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi. Và mến chúc quý vị và bà con có một ngày làm việc thật là hiệu quả và tràn đầy năng lượng nha. Hằng My thân mến, Bình Phước của chúng ta là một cái địa phương có diện tích trồng sắn, một số nơi thì gọi là trồng mì rất là lớn và phổ biến, và đã có rất là nhiều bà con nông dân đã tận dụng cái nguồn lá sắn để mà phát triển mô hình nuôi tầm đó. Vâng, đúng như vậy đấy Hương Cát ạ. Và quý vị và bà con thân mến, để nuôi tầm ăn lá sắn thì người nông dân không cần quá nhiều vốn đâu ạ. Chỉ cần diện tích đủ rộng để làm khu nuôi và trồng thêm sắn lấy lá cho tầm ăn, thời gian sinh trưởng ngắn nhưng mà lại cho lợi nhuận rất là cao. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm về mô hình nuôi tầm ăn lá sắn trong bản tin Kinh tế Nông nghiệp hôm nay. Nhưng trước hết thì sẽ là những tin tức nông nghiệp đáng chú ý. Nuôi tầm ăn lá sắn, mô hình siêu lợi nhuận. Ra mắt mô hình thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật. Chăn nuôi gà đẻ trứng cho thu nhập quanh năm. Sống khỏe từ mô hình mít thái siêu sớm. Thưa quý vị, thưa bà con nông dân, dân gian của chúng ta thì đúc rút là nuôi heo cả năm không bằng nuôi tầm một lứa. Và nghề nuôi tầm ăn lá sắn, tức là lá khoai mì, chưa khi nào hết hot cả. Và nuôi tầm ăn lá sắn với chi phí nuôi thấp, không mất quá nhiều thời gian chăm sóc, nhưng mà hiệu quả kinh tế mang lại thì rất cao ạ. Quý vị và bà con ơi, và mô hình nuôi tầm ăn lá sắn thì đang được anh nông dân Nguyễn Nho Tâm ở xã Long Bình, huyện Phú Riềng nuôi và đem lại thu nhập rất là cao cho gia đình. Theo anh Tâm, trứng giống tầm này anh mua từ các tỉnh phía Bắc. So với nuôi tầm ăn lá dâu, tầm ăn lá sắn mang lại hiệu quả cao gấp nhiều lần, bởi lá sắn làm thức ăn cho tầm, dễ tìm kiếm, tầm dễ nuôi, sinh trưởng nhanh, lại không mất nhiều thời gian chăm sóc, thời gian thu hoạch ngắn mà giá bán lại cao. Diện tích của gia đình đang nuôi là khoảng 30 m², thì cái số lượng giống gia đình nuôi thì khi mà lấy giống thì được nó là 2 hoa. Là 0,2 lạng trứng giống, và khi mà chăn nuôi thành công khi đến khi thu hoạch là được dao động từ 50 đến 70 kg. Khi chúng ta bỏ ra cái số vốn mà đầu tư ban đầu để cho mua giống thì nó khoảng 300.000, nhưng khi chúng ta thu hoạch là được dao động từ 5 đến 7 triệu trong vòng 20 ngày. Nhồng tầm cũng rất giàu dinh dưỡng và chứa nhiều vitamin như B1, B2, khoáng chất nên được nhiều người ưa chuộng, bởi đây là một loại thực phẩm sạch giàu có công dụng chữa bệnh. Hiện nay do nhu cầu tiêu thụ của thị trường nên gia đình anh Tâm đã nuôi tầm quanh năm. Thưa quý vị và bà con, là tỉnh không giáp biển nhưng mà Bình Phước của chúng ta có địa hình phức tạp này, và hầu như các loại hình thiên tai phổ biến Bình Phước đều phải hứng chịu, và chỉ trừ là hạn mặn thôi, đúng không anh Hương Cát? Đúng rồi đó Hằng My, và mặc dù sở hữu những cái công trình thủy lợi tương đối lớn với trên 60 hồ đập lớn nhỏ khác nhau, tuy nhiên các công trình xây dựng từ rất lâu và một số công trình đã hết thời gian sử dụng nên xuống cấp. Trong số 62 hồ đập thủy lợi đã bị xuống cấp chưa được duy tu sửa chữa trên địa bàn tỉnh, có tới 15 công trình hư hỏng xuống cấp đến mức báo động, tiềm ẩn rủi ro cao, trong khi nguồn kinh phí hiện nay của tỉnh còn hạn hẹp, chưa thể bố trí sửa chữa đồng bộ. Để khắc phục, ngành nông nghiệp tỉnh Bình Phước đã kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quan tâm đầu tư sửa chữa, nâng cấp và đã được Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đưa vào dự án đảm bảo an toàn hồ chứa giai đoạn 2021-2025. Trong thời gian qua, tình trạng người dân nuôi chó thả rông, để rồi có trường hợp chó cắn người trọng thương, thậm chí gây tử vong, gây bức xúc trong cộng đồng dân cư. Để ngăn ngừa bệnh dạy trên đàn chó mèo, thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Bình Phước đã tiến hành công tác tiêm vaccine phòng dạy. Trong cái năm vừa qua thì chúng tôi đã tiêm được khoảng 80% cái số lượng chó trên nuôi trên địa bàn. Như thế là cũng đạt được tỷ lệ, tuy nhiên còn 20% và còn một số hộ là chưa hợp tác nhiệt tình. Chúng tôi cũng mong rằng bà con chúng ta khi đã xác định nuôi chó mèo để là phục vụ về đời sống tinh thần, về chó cảnh, chó kiểng cho mình thì phải có cái phương tiện, phương pháp quản lý cho nó phù hợp. Thành phố Đồng Xoài có tổng đàn chó mèo gần 6.000 con. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố đã khuyến cáo
bà con không nên chủ quan lơ là với bệnh dại. Khi nuôi chó cần phải tiêm phòng theo quy định và không được thả rông ảnh hưởng tới cộng đồng. Thưa quý vị, thưa bà con, trên địa bàn của thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước hiện nay thì có hàng trăm hộ trồng rau tập trung thành các tổ hợp tác và hợp tác xã. Tuy nhiên hiện nay thì chưa có cái thùng rác tập trung để mà tập kết các cái loại vỏ chai, bao bì, cho nên bà con nông dân thì vẫn có thói quen xả thải bừa bãi, gây ra nguy cơ ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Và để hạn chế khắc phục vấn đề trên thì Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Đồng Xoài vừa ra mắt mô hình thu gom bao bì, chai thuốc bảo vệ thực vật, bảo vệ môi trường bằng cách đó là hỗ trợ đặt thùng gom rác tại nơi trồng rau tập trung. Tại các nơi trồng rau tập trung, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Đồng Xoài đặt một thùng rác bằng bê tông xi măng thể tích một khối, có thiết kế lỗ bỏ rác và nắp đậy. Sau khi sử dụng xong thuốc bảo vệ thực vật, người dân sẽ tập kết vỏ chai và bao bì vào thùng. Từ trước nay trồng rau thì em cũng thu gom rác mang ra đầu cổng. Bây giờ thì cũng nhờ bên dịch vụ nông nghiệp cũng tạo điều kiện cho cái thùng thu gom rác để gia đình với lại tất cả hội du nông dân xung quanh đây mang rác ra thuận tiện hơn. Trong quá trình mà xử lý các cái bao bì cũng như là các cái bình rác thải thì cũng chưa thực sự là có cái điểm tập kết. Hiện nay thì có cái Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Đồng Xoài là có bố trí cho được một cái thùng để bỏ những cái vật liệu này vô, thì cũng rất là cảm ơn Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp đã quan tâm tới cái địa bàn khu dân cư. Mà mặt khác thì cũng mong muốn là bà con trong khu dân cư thì nên tự giác chấp hành cái việc bảo vệ môi trường nói chung, mà đặc biệt là cái thuốc bảo vệ thực vật, các cái vật dụng bao bì, bình bảo vệ thực vật trên địa bàn. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Đồng Xoài phải xây dựng cái mô hình thu gom xác bảo thuốc bảo vệ thực vật, tức là chất thải và bao bì đấy. Đấy. Thứ nhất là để bảo vệ cái môi trường. Cái thứ hai là tập trung tạo cái ý thức cho người dân, bởi vì thứ ba nữa là cái chất thải bảo vệ thực vật này không có thu gom chung với cái chất thải nói chung được. Nó cần phải thu gom lại để xử riêng. Đó là điều rất quan trọng, nó là độc hại mà. Đấy, mà cái thu gom này là phải có cơ quan đặc thù. Chúng tôi xây dựng xong á, là hàng tháng, hàng quý chúng tôi khi đầy là chúng tôi sẽ báo với đơn vị thu gom rác đấy, sinh nghiệp đấy, là xuống là thu gom, đưa riêng và xử lý riêng đấy, để đảm bảo cái môi trường. Lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Đồng Xoài cũng cho hay, trước mắt mô hình này sẽ được triển khai tại khu vực trồng rau. Trong thời gian tới sẽ tiếp tục đầu tư tại các trang trại, khu vực trồng cây ăn trái khác trên địa bàn thành phố Đồng Xoài. Thưa quý vị và bà con, với ưu điểm cho thu nhập quanh năm, hiệu quả kinh tế cao hơn chăn nuôi gà thịt, thì thời gian qua, mô hình chăn nuôi gà đẻ trứng D310 của công ty cổ phần Dafaco đã được bà con nông dân và các xã viên của Hợp tác xã Chăn nuôi Dịch vụ xã Thanh An, huyện Hớn Quản đầu tư mở rộng mô hình. Và đến nay thì đã có 10 hộ nông dân tham gia mô hình nuôi gà đẻ trứng với số lượng hơn 20.000 con, và hiện tại thì đang được bà con nông dân và các thành viên của Hợp tác xã Chăn nuôi Dịch vụ Thanh An tiếp tục đầu tư nhân rộng trong thời gian tới. Năm 2022, anh Lê Xuân Vinh, thành viên Hợp tác xã Chăn nuôi Dịch vụ Thanh An, quyết định mua 3.000 con gà sống đẻ trứng D310 của công ty cổ phần Dafaco vào chăn nuôi tại gia đình. Đây là giống gà mới, qua tìm hiểu thực tế tại các hộ chăn nuôi ở Đồng Nai cho thấy hiệu quả kinh tế mang lại rất cao, nên gia đình anh Vinh quyết định đầu tư để nâng cao thu nhập cho gia đình. Nói về hiệu quả kinh tế, anh Vinh cho biết nếu tính chi phí cho một quả trứng từ cám ăn, công chăm sóc, giá thành vào khoảng 1.800 đồng một quả, trong khi giá bán hiện tại vào khoảng 2.300 đến 2.500 đồng một quả, người chăn nuôi có lãi từ 500 đến 700 đồng một quả một ngày. Và điều quan trọng hơn cả là ngày nào người chăn nuôi gà đẻ trứng cũng có nguồn thu, người lao động có công ăn việc làm ổn định. Ngày nào nó cũng đẻ, cho nên là cho dù có mưa, gió bão gì đó thì ngày nào cũng đẻ đó, hàng tháng. Mà con quá trình mà cái chu kỳ con gà này nó đẻ tận tới 14 tháng, 12 đến 14 tháng. Là mình với lại tiếp tục phải thay giống mới. Đó. Cho nên nó rất là ổn định. Nhận thấy mô hình gà đẻ trứng mang lại hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với điều kiện kinh tế của gia đình, nên nhiều bà con trong hợp tác xã và người dân xã Thanh An đã học tập, nhân rộng. Anh Phạm Ngọc Phụng,
ở ấp Địa Hạt, xã Thanh An cho biết, sau khi tìm hiểu mô hình chăn nuôi gà đẻ sống D310 tại gia đình anh Vinh, đầu tháng 8 năm 2023, gia đình anh quyết định đầu tư 1,5 tỷ đồng để xây dựng hai dãy chuồng với quy mô hơn 7.000 con gà đẻ trứng. Đi tìm hiểu là thấy hợp tác xã, thấy những cái thành viên người ta nuôi thấy cũng có hiệu quả, cũng có kinh tế, thì gia đình về cũng quyết định này cũng làm trước 7.000. Rồi sau này mà thấy nó ổn định nữa thì chắc tôi phải làm thêm 7.000 nữa, thì nhân rộng ra để phụ giúp kinh tế gia đình thêm. Hiện nay cái gà đẻ trứng Ai Cập ở xã Thanh An này thì cái hướng là đang phát triển, và hộ dân cũng tức là cũng chuyển hướng dần từ nuôi gà thịt sang cái nuôi gà đẻ trứng, thì cái hiệu quả kinh tế nó cao, cho thu nhập hàng ngày, giá trị kinh tế nó cao. Thì hiện nay thì để đa dạng hóa cái sản phẩm chăn nuôi thì các cái hộ chăn nuôi rồi các cái thành viên hợp tác xã người ta cũng chuyển hướng qua nuôi gà đẻ trứng dần để nâng cao cái hiệu quả kinh tế, cái thu nhập trên một đơn vị diện tích. Thưa quý vị, thưa bà con nông dân, mấy năm trở lại đây thì rất nhiều nông dân đã chạy đua theo phong trào trồng cây sầu riêng, qua đó thì chặt bỏ một số loại cây trồng khác, trong đó có cây mít. Thế nhưng tại xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú thì có một gia đình đã gắn bó với cây mít và đã đầu tư với số lượng lên đến 20 hectare. Vâng, thưa quý vị và bà con, điều đáng quan tâm là nông hộ làm rất tốt khâu kỹ thuật, mít đạt năng suất này, chất lượng và đặc biệt là có đầu ra ổn định. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng ghé thăm vườn mít và tìm hiểu cách làm kinh tế từ mít của nhà nông này quý vị nhé. Chúng tôi ghé thăm đúng vào dịp nông hộ đang chăm sóc vườn mít Thái siêu sớm, thời kỳ ra hoa và đầu trái non. Theo chủ vườn, công việc lựa chọn hay loại bỏ bông trái non ban đầu rất quan trọng. Khi mà nó ra bông như thế thì chúng ta phải có cái quá trình chúng ta đi lựa. Chúng ta đi lựa là coi là cái bông đó là nó có những cái tiêu chí, ví dụ như là cái phiểu nó đầy, cái đít nó tròn, nó không bị hút gai thì nó sẽ đạt được cái số ký mà mình mong muốn. Còn ví dụ như mình không tỉa bớt cái đó thì một là nó trái nó không lớn, cái thứ hai nữa là nó bị sơ đen rất là nhiều. Trong quá trình chăm sóc, thời điểm bón phân và lượng phân bón cho mít cũng sẽ là yếu tố rất đáng quan tâm. Bởi khi cây được chăm sóc đầy đủ dinh dưỡng, đúng thời điểm, thì cây sẽ có sức nuôi trái và trái cũng sẽ có phẩm chất tốt hơn. Khi mà cái lượng phân bón đưa vào cho cây mít á, thì ví dụ như chúng tôi xử lý là trước khi hoa là chúng tôi xử lý phân. Sau khi hoa xong rồi đó, chúng tôi có tiếp tục một cái đợt phân nữa là nuôi trái, và khi mà trái mà nó lớn rồi đó, chúng tôi tăng cường cho kali để cho nó chắc trái và nó ngọt muối. Thì hiện nay tôi thấy là cái giá mít đối với lá bàn thì nó cũng rất là ổn định, nó tầm từ 4-6.000 đồng như một ký, còn siêu sớm thì nó sẽ là khoảng 18.000 đồng. Thì đây là một cái giá trị mang lại khá cao. Thì 1 hectare thì tôi thấy ở đây là có thể trồng tới 500 cây và giá trị mang lại thì khoảng 450 triệu đồng trên một năm đối với cái vườn mít siêu sớm. Trừ chi phí đi thì nó cũng còn lợi nhuận khá là tốt. Hiện gia đình anh Thảo đang phát triển cả mít Thái siêu sớm lẫn mít lá bàn, đồng thời đã ký kết được hợp đồng tiêu thụ với một doanh nghiệp tại tỉnh Đồng Nai. Gia đình anh cho biết sẽ gắn bó lâu dài với cây mít bởi đây chính là cây cho thu nhập rất cao. Vâng, và sau khi tham quan mô hình thì Chủ tịch Hội Nông dân xã Thuận Lợi cho biết trong thời gian tới, Hội Nông dân của xã sẽ tổ chức cho hội viên tham quan để mà học tập thêm kinh nghiệm nhân rộng mô hình trồng mít rất hiệu quả này. Đến đây thì bản tin kinh tế nông nghiệp của Đài Phát thanh Truyền hình và báo Bình Phước cũng xin được khép lại rồi. Trước khi nói lời chào tạm biệt, chúng tôi cũng không quên gửi lời cảm ơn đến các nhà tài trợ là Công ty phân bón Mặt Trời Mới, Công ty phân bón Hai Phong và Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Phước. Còn bây giờ, mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và bà con trong bản tin tiếp theo.